12 Ngày thứ 12 Hãy nghe và nhắc lại cách nói Bạn học tiếng Trung ở đâu? 你在哪儿学习中文? 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương. 我是潘垂阳. Bạn của chị Triệu. 赵姐姐的朋友. Rất vui được quen biết bạn. 很高兴认识你. Đâu có. Ná lỉ. Sau này. Ỉ hậu. Còn phải nhờ bạn giúp đỡ nhiều. Hãy chính nhì đua đua băng trụ. Mình thấy, mình xem. 我看. Nói tốt lắm mà. 说得挺好的. Bạn học tiếng Trung ở đâu? 你在哪儿学习中文?